test nhẹ cho anh em con quay năm tư nha. Chú yêu cầu là làm là trên 100 chú liền nha. Chào anh em quay A100 ha. Giới thiệu với anh em có nợ bài 54 Jim Jim nha. Con này thì của chú lớn tuổi rồi, nhưng mà chú đam mê tốc độ, chú yêu cầu là chạy là phải một lần là trên 100 ha. Nói chung là có hình mà mọi đường chú kéo mà muốn bốc mạnh nha. Thì cũng cảm ơn chú là đến từ 55B9 nha. Thì em sẽ review sơ qua phần máy để cho anh em nắm của mình ha. Máy bây giờ đang nổ rất là sướng ha. Đó, gan ti nổ rất lực ha. Bô là rất là ok nha. Đó, bụp 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 cho anh em ha. Quá đã. Rồi, phần máy là em chẻ máy nha. Em chẻ máy, em thay ghi dinh lớn chủ xe luôn. Và đi một lốc máy một chút rồi bóc xịn nha. Đó. À, bạch đạn Nhật, bạch đạn Koyo. Phần nồi là em đi full nồi Thái nha. Thay full là bộ chuông nè, bố ba càng nè, cặp nhôm nồi, bố sắt là xong, đi full Thái luôn. Em không dán bố nha. À, phần lồng á, là em đi bộ lồng của thằng quay 100 nha. Lên trái 54 ha. Em đi trái bê tông nén đầu cao. Nói chung con này là bên ngoài là em làm như zin, còn bên trong là 54 nha. Đó. Đầu là em làm chủ xe là hai cây shop lớn nè, chảo 54 xin cam DD Thái và cam cò Touring nha. Đó, bây giờ máy nổ rất là êm nha. Đó, em sẽ lên cái ga để cho anh em cảm nhận tiếng máy bài 54 luôn. Bài này lên rất lực nha. Bao tê cho anh em ha. Đó, full máy mát tua nha. Nhấc nhẹ là có ga liền ha, ga rất ngọt nha. Quá ok, quá ngọt ha. Đó, xe này thì chủ xe lên ga là trên 100 liền nha. Đó, để đi tour đi phượt nha. Anh em mà muốn làm cái máy quay 54 thì cứ ghé bên độ xe Việt Nam. Mình có nhận làm full bô xăng lửa, full cam xăng nồi cho anh em luôn nha. Rồi, chào anh em. Test nhẹ cho anh em con quay 54 nha. Thì chú yêu cầu là làm là trên 100 chú liền nha. Đó, đề ba nhẹ em 54 ha. Nhích nhẹ dẫn đầu chủ xe đi nha. Đó, êm ru nhẹ nha. Cấu hình này mình làm máy là full zin 54 nha. Đó, cấu hình là mặt ngoài là bên trong là 54, còn bên ngoài rất là như zin nha. Đó, bô là mình móc thoáng chủ xe, bao lướt nhẹ cho anh em ha. À, chú yêu cầu là nhích là lên cho chú nha. Nhích là lên chăm cho chú liền. Đó, cấu hình mình bao làm cho anh em ha. Ok nha. Nhẹ nha. Anh em mà muốn làm cái máy 54 thì cứ ghé bên độ xe Việt Nam ha. Đó, mình bao làm ok cho anh em. Nhích nhẹ lên liền ha. Quá nhẹ quá lực nha anh em ha. À, cấu hình này thì bao cho anh em chạy đi tour, đi phượt, đi chơi đều rất ok nha, rất ổn nha. Đó, cấu hình zin mạnh bền, chạy bốc. Rồi, test nhẹ vòng cho anh em tham khảo hình rồi, nhẹ lên ha. Đó, ok. Nào, 100 là nhẹ nhàng cho chú liền nha. Rồi, mình cảm ơn anh em quay ha.